Mà các chị ơi, hãy dành những tràng số 8, những tràng hoa tay thật là dài để cùng chào đón phần chia sẻ đến từ Diamond Vũ Thị Thu Hương ạ. Cảm ơn MC Kiều Anh xinh đẹp. Chúc mừng trước sớm tất cả chúng ta, cả phái đẹp, phái nam và phái nữ đúng không ạ? Phái đẹp và phái khỏe trước ngày 20 tháng 10. Và mong rằng là cái buổi ngày hôm nay ấy, sẽ có rất nhiều chị em phụ nữ vùng lên và sẽ trở thành những người người hùng trong gia đình của gia đình mình. Đấy, và các anh thì cũng hãy sẵn sàng là có thể tạo ra những cái sự đột phá. Đấy, khi mà tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay, bản thân tôi thì cũng là một cái người mà bình thường tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, thế và ra trường đi làm thì cũng rất là may mắn, thế tôi cũng cứ đùa rằng là tôi được trải thảm để bước từ trường từ nhà tới trường đại học và từ trường đại học đến văn phòng rồi thì lập gia đình. Đấy, và khi mà làm việc thì mặc dù chuyên môn ngoại ngữ thì ngoại ngữ là chuyên môn nhưng mà lại đi làm trái nghề. Ở đây không biết là có những người nào làm trái nghề giống như tôi không? Đấy, nhưng mà học ngoại ngữ nhưng mà lại đi làm tài chính kế toán, và thì cũng lo sợ rằng là cái chuyên môn của mình chỉ có ngoại ngữ không ấy thì sau này không đủ sức cạnh tranh khi mà lớn tuổi hơn. Cho nên là cũng đã ở trước tuổi 30 thì cũng đã tham gia một cái khóa học sau đại học về tài chính kế toán, và cũng ở tuổi 30 thì hoàn thành quota của nhà nước là mỗi vợ chồng có hai con, và chúng tôi có hai con gái, có nghĩa là những cái việc gì cần làm ấy, thì xong ở tuổi 30. Nhưng mà có một cái rất là băn khoăn là bởi vì công việc thì tốt, môi trường làm việc cũng rất là tốt. Sau khi mà làm cho chương trình phát triển Liên Hợp Quốc ấy, thì còn nhảy sang thị trường chứng khoán vào đúng cái lúc mà thị trường chứng khoán nước sôi lửa bỏng, gần như là nhắm mắt mua cái gì cũng cũng có thể có lợi ấy, có lãi ấy. Thì các anh chị biết rằng là nó sôi động như thế nào, nhưng mà tôi vẫn cứ có một cái băn khoăn là hay là đấy là cái tính cả nghĩ của phụ nữ. Tức là bây giờ thì kiếm được tiền đấy, nhưng mà nếu mà bây giờ một ngày nào đó mà không kiếm được tiền thì không không kiếm được tiền ấy, thì lấy cái nguồn dự phòng đâu ra để có thể chăm sóc con cái và hai người thân sinh ra mình, đó là bố và mẹ. Bố mẹ tôi thì lớn tuổi và là những cái người rất hiền lành, mặc dù là ví dụ như mọi người cũng có một số người biết đấy là bố tôi trước đây thì ở trong ngành ngoại giao, mà lẽ ra như vậy thì phải nói là có khả năng kiếm tiền rất là tốt, nhưng mà bố tôi vẫn là một cái người rất là thanh bạch, và đến như về già là chỉ có chồng có hưởng có lương thôi. Cho nên là cái nỗi lo của tôi nó canh cánh là gì, ngoài cái việc mà phải nuôi nấng hai đứa con ấy, thì còn nghĩ tới việc là phụng dưỡng bố mẹ và phải là chỗ dựa kể cả về vật chất và tinh thần cho bố mẹ. Cho nên tôi cứ đi tìm kiếm cơ hội, không biết ở đây có ai tìm kiếm cơ hội giống tôi không ạ? Có ai muốn rằng là mình là chỗ dựa, có là người hùng của gia đình mình ấy ạ, đúng không ạ? Của chồng, của con, của bố, của mẹ, và cứ trăn trở như vậy vào tuổi 40 thì rất là tình cờ là cái người bạn đồng nghiệp ấy, thì thầm vào bên tai tôi thôi là Amway sắp sửa coi như là phát hành thẻ cho người tiêu dùng. Nếu mà mình đăng ký thẻ thì mình được giảm giá mua hàng, và nếu mà giới thiệu cho những người khác làm thẻ mua hàng thì có thể tạo ra thu nhập. Các bạn biết không, học đại học ngoại ngữ nhá, 12 năm đại học, 12 năm phổ thông, 5 năm đại học, 2 năm sau đại học nữa. Thế là mà mình nghĩ rằng là mà mình kiếm tiền mà mình còn đang lo lắng, mà bây giờ có cái việc là chi tiêu mà lại có thể tạo ra thu nhập ấy, thì tôi thấy đây là một cái khái niệm nó vô cùng mới đối với tôi, và tôi đã đón nhận nó không có một cái chút băn khoăn nào cả. Thế thì ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với các anh chị một cái các bạn cái chủ đề mà tôi cũng đã từng trăn trở rất nhiều năm, đó chính là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời, cái vòng quay lần cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời, nó làm cho mình kiểu như là lúc nào cũng ở cái trăn trở là mình không biết rằng là mình như vậy thì đã ổn hay chưa. Là chúng ta đi học này, lớn lên nhá, đi học này, bắt đầu để học giống như tôi đấy, giống như các bạn và các anh chị là 17 18 17 18 năm đấy, 12 năm này, 5 năm là 17, 2 năm là 19 năm, có những người còn học lên tiến sĩ cơ. Thì đi học này, đi học thì có thể tốt nghiệp với một cái bằng cũng rất là khá và giỏi đúng không ạ? Thế rồi đến khi đi làm thì đi làm lĩnh lương để có tiền chi tiêu. Thế và rất nhiều, tôi không biết ở đây có bao nhiêu người hết tháng thì mới hết tiền, mà bao nhiêu người thì giữa tháng đã hết tiền. Đấy thì với bây giờ nhà nước lại được tăng lương bao nhiêu phần trăm lên đấy, thì giống như bạn Thành bạn nói là chồng của bạn ấy 17 18 năm đi làm ấy thì mới có được đến con số hai chữ số là 10 triệu đúng không ạ? Vậy thì với 10 triệu mà với hai vợ chồng mà hai đứa con 10 triệu, nếu cứ gấp đôi lên thì không biết là có phải đang ở trong cái vòng luẩn quẩn và bế tắc của tài chính không ạ? Bởi vì chi tiêu người ta thường nói rằng là gì, với cái tài sản này và được tự do về tài chính ấy, nghĩa là
mình sẽ phải có cái thặng dư, sau khi trừ chi tiêu đi nó phải dư ra thì lúc đấy mình mới có thể tích lũy được. Và đây là một cái vòng lặp, cứ vòng lặp lại từ năm này qua năm khác. Với bản thân tôi thì nó đã lặp lại 18 năm cho tới khi mà mình biết tới cái cơ hội kinh doanh này. Mình ở với những cái môi trường mà mình thấy rằng là người khác có thể bứt phá thì mình cũng sẽ có cái động lực để bứt phá. Nhưng mà nếu mình ở trong một cái môi trường mà tất cả mọi người đều đi làm đến kỳ lĩnh lương xong rồi lại giảm nợ, xong rồi lại đến kỳ lại vay nợ, rồi lại đến kỳ lĩnh lương, rồi lại hết tiền ấy, thì mọi người sẽ thấy là chả sao cả, nước nổi thì bèo cũng nổi. Cái nguyên nhân này là những cái nguyên nhân mà chủ yếu và nổi cộm, nhất là bởi vì là mình kết giao với những người ăn phận, không có mục tiêu và không có tầm nhìn. Bạn Thành thì bạn vừa đưa ra một cái câu chuyện rất là hay, đó là về cái người ăn xin á, người ta không thể nghĩ quá, không thể nghĩ lớn được. Và người ta nghèo không phải là bởi vì không có tiền, mà nghèo là bởi vì hạn chế và cái suy nghĩ nghèo nàn của mình, và thấy rằng là thôi thế cũng là được, đúng không ạ? Không cần phải thay đổi khi ở trong một cái môi trường như vậy. Và nếu như chúng ta gần gần những cái người mà năng động và muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống luẩn quẩn, cái vòng luẩn quẩn ấy, thì chúng ta cũng sẽ mong muốn như thế. Hai nữa là gì ạ? Lanh quanh giữa những cái việc mà lằng nhằng và vụn vặt để thời gian làm và những cái việc mà nó không đem lại cái hiệu quả cao, và không biết có những cái ưu tiên trong cuộc sống, cho nên là dàn trải thời gian, dàn trải công sức của mình, và cuối cùng là làm việc chăm chỉ lắm ấy, nhưng mà cái thu nhập lại không không được nhiều. Và tôi nhớ đến cái lời nói của bà Nancy Donan ấy, bà nói rằng là bạn bận rộn để bận rộn hay bận rộn để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì tôi muốn hỏi các bạn là nếu như ai đang cho rằng là mình bận rộn thì cái bận rộn đấy có làm cho cuộc sống của mình có những cái đột phá, có những cái sự cải thiện, hay là mình chỉ cảm thấy rằng là yên tâm là mình đang bận rộn. Tôi có một cái người quen, chị ấy sẵn sàng là có thể là đi bộ 90 phút, đi bộ 90 phút đến nhà tôi để có thể tiết kiệm được mấy chục ngàn đi xe máy, đi xe ôm, làm gì? Như vậy thì không thể nghĩ rằng là à mình có thể tiết kiệm được 60 ngàn, nhưng mà trong cái 60 phút đó mình có thể làm được nhiều những cái việc mà nó đem lại cái hiệu quả cao hơn. Thế chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái môi trường để cho chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta muốn là có một cái lựa chọn lối sống mà có thể phá được cái vòng luẩn quẩn. Mọi người biết rồi, ở đây chúng ta có rất là nhiều ước mơ mà chúng ta cần phải nghĩ lớn lên, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể có động lực khi mà chúng ta bị ràng buộc bởi cái thu nhập, thì cái khó nó sẽ bó cái khôn lại. Có rất nhiều thứ mong cầu nhưng mà bởi vì cái năng lực tài chính của mình ấy nó bị hạn hẹp, cho nên mình sẽ không thể làm được việc đó, cho nên mình cần phải lựa chọn. Thì một là mình lựa chọn là với cái thu nhập nó hạn hữu hạn như vậy, chưa hết tháng đã hết tiền ấy, thì mình phải thu nhỏ cái ước mơ lại, mình không còn 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 muốn là có những cái mong muốn như vậy. Nhưng nếu mà mình muốn là giữ nguyên cái ước mơ đấy thì mình cần phải gia tăng thu nhập lên. Tôi ngày hôm qua tôi có nói chuyện với một bạn trẻ, bạn ấy là một công chức nhà nước, nói là em nói thật với chị là ngoài giờ hành chính ra thì em vẫn đi làm thêm, và cứ làm từ 5 giờ chiều cho đến 9, 10 giờ tối, như vậy đã 5 năm để có thể tăng thêm cái thu nhập để trang trải cuộc sống của hai vợ chồng với một đứa con nhỏ. Nhưng các bạn biết không, làm thêm chính là gia tăng cấp số cộng, làm thêm giờ bởi vì mình không thể làm mãi được, đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải học cách là để tăng cái thu nhập của mình lên cấp số nhân. Và rất may mắn là chúng ta đang có một cái cơ hội và chúng ta đang ở cái tâm điểm, cái sự giao thoa của rất nhiều nguồn lực. Nếu chúng ta không biết tận dụng nguồn lực mà chúng ta chỉ bỏ công sức của chúng ta đi làm thêm thôi ý, thì thu nhập là hữu hạn. Nhưng ở đây chúng ta có những nguồn lực. Thứ nhất là chúng ta có tiếp cận toàn cầu đó, thứ hai là chúng ta có công nghệ. Vì nhờ có công nghệ nên chúng ta có thể ngồi và chúng ta kết nối với nhau, ngành giống như ngày hôm nay qua Zoom, đúng không ạ? Và chúng ta được đào tạo trực tuyến. Hôm nay chỉ là một cái buổi khai tâm thôi, giống như là người ngày xưa có một cái người bạn mà nói với tôi là Amway vào Việt Nam ấy thì đăng ký thì được làm thẻ, thì ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ có một cái buổi gọi là lướt qua cái khái niệm chi tiêu mà có tiền. Đấy, mọi người có thấy không ạ? Chính chúng ta đang ở đây là gì? Chi tiêu mà có tiền. Thế nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ có những cái buổi đào tạo giống như là bạn Thành cũng đã nói đến rồi, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ có vào ngày 22 và ngày chủ nhật này. Vé cũng rất là hiếm, hãy hỏi cái người mà mời mình tới đây, đúng không ạ? Chúng ta có những cái buổi đào tạo. Bởi vì nếu mà không có buổi đào tạo, không có thêm thông tin ý, thì mình sẽ hoài nghi. Mà các bạn biết rồi là nếu nếu mà chúng ta hoài nghi thì chúng ta sẽ không làm gì cả. Cho nên là những người mới thì cần phải nghe 25 cái bài nghe
cho những cái người trong 30 ngày đầu tiên. Thứ hai là có hai cái video iNext 1 và iNext 2 nói về xu thế kinh doanh và có thể hướng dẫn qua về cái cách khởi động để cho mọi người không bị mơ hồ. Cơ hội kinh doanh này đơn giản nhưng mà không dễ tin đâu, tại vì là làm sao mà lại có thể ngồi với nhau như thế này, nói với nhau, chia sẻ thông tin mà lại có thể kiếm kiếm tiền được ở trên internet. Và mình có thể tham dự vào cái buổi hội thảo MFI, tôi xin lỗi là tôi chưa thay bị sót, MFI vào ngày chủ nhật này vào lúc 7 giờ tối, và cần phải gắn mình vào trong môi trường học tập của những người thành công, nếu không thì mình cũng sẽ bị ì, cái sức ì nó rất là lớn và mình không muốn thay đổi nữa. So với cả cái sự thất bại ấy, thì cái nghi ngờ và sợ hãi sẽ giết chết nhiều ước mơ hơn. Cho nên là để bảo vệ ước mơ của mình, hãy ở trong môi trường của những người ham học hỏi, cầu cầu thị và khiêm nhường để có thể làm theo được những cái người thành công. Ra mọi người thấy một chút về những cái thành quả mà chúng tôi đã có được trong 15 năm qua. Nếu không tham gia Amway và không nghỉ hưu ở cái tuổi 42 ấy, thì chắc chắn tôi vẫn đang là một cái người đang làm công mẫn cán ở trong một cái công sở nào đấy, sẽ được sếp tin dùng bởi vì mình là người rất có trách nhiệm và rất là trung thành. Nhưng mà chúng tôi đã đi rất nhiều nơi ở trên thế giới, đi trượt tuyết, đi đến Alaska, đến sông băng mấy nghìn năm tuổi, rồi đi trên 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 đại đến Bắc băng dương, đi trên những cái con tàu, rồi đến Hawaii dành thời gian cho gia đình. Ngày hôm nay tôi có một buổi sáng làm việc với những bạn trẻ ở bên Mỹ, nhưng mà vẫn có thể dành thời gian để cho chăm sóc bố. Mà nếu như không, nếu nếu giống như những người khác thì rõ ràng là giờ này đang là giờ 10 giờ sáng, đang là giờ công sở, nhưng mà ở đây có thể chăm sóc bố ở tuổi 97 và ông rất là khỏe mạnh và mình rất là vui bởi vì là mình có thể dành thời gian được cho bố mình. Trong khi đó thì nếu như không thì làm gì có bố mẹ nào có thể chờ được cho chúng ta tới khi chúng ta thành công, đúng không ạ? Có rất nhiều người bạn của tôi á là bây giờ đến tuổi về hưu thì bố mẹ đã không còn nữa. Đấy, cho nên là nếu chúc mừng cho ai, nhưng ai đang ở dưới tuổi 50, 40 mà biết nắm bắt cơ hội này thì cuộc sống nó sẽ trở nên chất lượng hơn rất nhiều. Chúng ta hãy giữ mình trong một cái môi trường của những cái người tích cực và những cái người hành động, những cái người có tư duy lớn, nhưng mà điều quan trọng hơn cả là những người mà tin tưởng được vào cái sự lớn mạnh, cái điều vĩ đại ở trong các bạn. Ngày 22 này chúng ta có một hội nghị nhá, toàn cầu ngồi ở Việt Nam, và chúng ta sẽ có chúng ta đã nghe ở xa rồi, bây giờ chúng ta lại thu lại gần, bởi vì chúng ta sẽ có hai cái tấm gương trẻ. Đó là anh Hùng vừa mới cùng tôi đi Mỹ, một cái chuyến đi Mỹ và trải nghiệm rất nhiều. Anh ấy đã đến Ada, Michigan là trung tâm của Amway, và có một bạn trẻ, một người học đã tốt nghiệp đại học là kiến trúc sư, là cái người đã làm cho các công ty liên danh của Nhật. Bạn ấy đã đạt Silver và trong 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 cái ngày 20 tháng 10 vinh danh ở ở ở cung điển kinh thì bạn ấy cũng sẽ được tặng hoa và công nhận là Silver. Chúng ta hãy cùng chờ nghe những câu chuyện của các bạn ấy và hãy tự mình viết nên câu chuyện cho chính mình để có thể tự hào, những người trong gia đình tự hào về bản thân mình và là truyền động lực cho những người khác, có thể từ câu chuyện của các bạn, câu chuyện thành công của các bạn, và họ có cái cảm hứng để có thể theo đuổi ước mơ của mình và lại viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng cho những người khác thay đổi cuộc sống của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ạ.